Ôi, con gì to lắm ơi. Nó cắn rồi. Ôi, bóng lắm anh ơi. Trong đây, bóng lắm. Bỏ Bibu ra đi. Bắn đọc vậy. Cho Bibu ra ngoài. Nhìn thấy chưa? Vật áo đã vồ luôn nhưng mà không được. Ôi đúng rồi, nó cắn đúng rồi. Đúng luôn, trong này chui vào đây luôn. Nó cắn luôn rồi. Chui ra đi. Ui. Đang kéo điện đây là dân đang đi nói này phát là qua đây phát là thấy luôn. Ui. Nó khu phát to đây. Này. Uầy, kêu to rồi. Đúng trong này khó rồi, Nó vào đây thật mà. Mấy người. Bắt người phát hiện ra đấy. Mấy người. Ui. Tôi. Ui. Trong gì? Đâu đấy, nhìn thấy nó vào đấy rồi. Còn trong phải gì? Ui. Ấy. Thắng rồi, tôi mày. Ai rồi, kì. Đấy, cua anh em ơi. Lực của mình đúng rồi nhá, nó dài con thân nó chuyên nghiệp đấy. Đây nhá, ui, nó gặp kinh thế. Chuyển ra đây, đến phút. Ui. Ra đi, trong đây có hàng. Anh thôi, đây rồi. Đấy, nuôi hết kì luôn này. Gớm rồi. Cô cho ra đây anh nhá. Anh đưa đây, cô cho. Đưa đây. Ui. Rắn gì anh ơi? Rắn luôn. Rắn gì? Đấy chưa, rắn gì cho bố nó chơi. Rắn luôn. Mấy tờ vừa đi cứ đây mắc cho nó không đi vào đây bác. Anh lấy một con cây bắt luôn. Quan à. Ôi, bóng lắm anh ơi, trong đây bóng lắm. Bỏ Bibu ra đi, bắn đọc vậy. Cho Bibu ra ngoài. Bóng dậy luôn. Thôi. Đây, lấy cái bảng bên này đi, Đấy. Lấy cả bảng. Cái này. Ui giời ơi, đầy bó đấy rồi. Anh này vợ đâu này, nay hùng thằng chắc hôm nay 17, 18 rồi mấy. 19 rồi. À đây, sao mặt nhau nhỉ? Wow. Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. Ôi anh ơi. Bút ổ ơi. Ổ đấy không đâu, ổ. Con gì? Ôi. Vào đó. Ôi, bánh rồi.
mẹ với chúng mày cầm cuốc này ra sớm, bọn này chết rồi. Ừ, ổ bóng nó luôn đi. Ui, ui, lúc nó trong rồi. Ui, ui, đọc này. Ui, ui. Luôn, một hang luôn. Bắt được chưa anh? Ngon ngon. Đưa đưa cho mày luôn. Đưa cho xem rồi. Đây này. Một ổ cổ mang rồi nhá. Con này thì phải nói là rất lớn. Bắt 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 bắt. Ôi chua. Cho rộng cái miệng mặt túi ra cho. Con nào thò đây phát là anh bổ luôn nhá. Đi về nó ra. Chẳng kéo chẳng nó ra. Từ đây anh ấy bắt kéo rồi nó có bò vậy. Có bò nó cũng đỡ. Con nào thò phát lên đây là nick cả. Giật mạnh. Bỏ ra bỏ ra. Ôi, nó bỏ ra. Thế nhặt ngoài tay nhỉ? Nhiều thật đấy. Ui, con này đỏ được cái nhỉ? Ôi, con đột biến rồi. Ui, cái đầu đỏ nhỉ? Con đột biến là nhà mình nó không chẳng có mất đâu. Bỏ ra cuốc hẳn rộng cái nỗi ra xem còn cái nào không? Ừ. Bỏ ra đây. Không cứ bỏ ra đây, cuốc xem còn ngách nào nào. Mày gọi ra đây nào. Mày à, mày này trêu tao này. Thấy chưa? Thấy rồi. Được. Không, con gì? Đây, thành quả của anh em mình nhịn này. Đã cuốc được cả ngách rồi các bạn ạ, nhưng không có con nào đây cả. Đây tầm hơn chục con ấy. Nhiều, rất nhiều luôn. Một đàn luôn. Đấy, ok rồi. Thì đây mọi người nhá. Thì sau một thời gian anh em mình đã thu phục được một ổ rắn hổ mang cực kỳ lớn rồi. Đấy, mọi người xem video nếu như thấy hay thì nhớ ấn đăng ký kênh, nhớ like và chia sẻ để ủng hộ cho Quyền Phí Sinh nhé mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Nỗi chí thâm nhá.